Hello, xin chào các bạn. Hôm nay cũng là được gần 2 tháng rồi mình đã cách ly trong nhà. Cái khu vực mình ở là phường 19 quận Bình Thạnh thì bây giờ đang là một cái tâm dịch của thành phố. Thành ra mình cũng không ra đường được, mình trong nhà không à. Thì bây giờ trong nhà mình cũng decor lại được cái phòng riêng của mình. Phòng này phòng mình làm việc. Chứ hồi trước mình hay làm việc ngoài phòng khách. Hôm bữa thì trước lúc mà cách ly toàn xã hội á thì mình còn đạp xe đạp được, bây giờ thì cất xe luôn rồi, mình cho vô phòng luôn rồi. Hôm nay thì mình ở nhà buồn quá, mình không có làm gì thì mình tính là sẽ sơn chiếc xe đạp này, chưa chạy một chút nào luôn nhưng mà mình không thích nữa. Với lại nói thẳng là giờ chán quá, không có gì làm, giờ ở nhà gỡ ra sơn luôn. Thì cái màu mình sơn cho chiếc xe ngày hôm nay á, đó là màu này mình đã thiết kế sẵn rồi. Đây, mình đã thiết kế sẵn. Thì cái màu mình tính làm là màu này. Nguyên thủy nè. Đó, mình có soạn ra một số màu. Này là màu cam vỏ vàng thì nó hơi giống chiếc check, nên mình không thích lắm, nên mình sơn màu là màu màu hồng với màu cam các bạn. Màu này nhìn là thấy Instagram rồi đúng không? Đợi sơn xong mình sẽ vào cái bánh xe màu vàng giống như vậy. Đó là ổn rồi. Cái này mình làm bằng ứng dụng Pro Create nha, trên iPad Pro. Thì mình cũng thường xuyên thiết kế hình xăm bằng cái ứng dụng này. Rồi bây giờ các bạn đi theo mình nha, coi mình sẽ sơn nó như thế nào. Nhà mình được cái có cái thang máy ra là đem đồ đạc lên xuống cũng rất là tiện. Bấm số 1 giùm em. Rồi. Bây giờ xuống là sẽ tháo ra hết luôn. Rồi bắt đầu sơn. Này các bạn nhìn thấy không? Nó mới tinh luôn nè. Cái tem mà tem giá nó còn luôn nè. Nhưng mà chút mình sẽ lột rồi mình sơn lại luôn. Bây giờ nhà dịch là không cắt tóc được luôn nè, thấy ghê không? Rồi, đi ra trước đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết ra. Đầu tiên mình tháo được sơn rồi nè, rồi bộ tháng kế tiếp mình sẽ tháo yên bánh xe và mình sẽ xả sơn này ra. Ok, bắt đầu nha. Cùng mình đã tháo xong các bộ phận hết ra rồi nha. Nè, cái này là cái tem nguyên của nó, mình có dán đi canh đen lên mình che nên hồi nãy các bạn thấy nó là nguyên chiếc màu đen. Sườn này là mới tinh luôn mấy bạn. Nè, còn rất là mới. Cái sườn này bằng nhôm nên cũng khá là nhẹ, mình nghĩ sườn này chắc khoảng 2 kg 3 kg, nhẹ lắm, mới tinh luôn á. Cái chỗ này á mình dán băng keo lại tại vì mình không có tháo dây ra, tại vì tháo dây ra lúc mình ráp lại sẽ rất là khó ráp nên mình dán băng keo lại, tại vì cái dây nó đi âm như sườn á, mình tháo ra chút mình phải gắn vô lại rất là cực. Đó, rất là mới nhưng mà mình không có thích màu này nữa, mình phải cạo ra hết nè. Cạo ra hết những cái này bắt đầu mình mới
mấy ông mình sẽ cơm mấy ông. Và sau khi chà xong á thì chúng ta rờ thử cái kiểm tra cái độ mịn của nó. Bây giờ nó cũng rất là mịn rồi nha. Sẽ lau khô thịt khô. Sau khi lau khô cái lớp sơn này á, mình sẽ tiến hành sơn một lớp sơn lót. Bây giờ chúng ta sẽ sơn lớp màu đầu tiên, đó là màu hồng phản quang nha. Màu này thì mình phải lót trước màu trắng thì nó mới lên cái màu hồng nổi tối đa được. Các bạn lưu ý là sơn một lớp mỏng một thôi nha, sơn nhiều lớp thì sẽ gồng quá. Cùng cũng đã xong, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi phần quấn nữa là ok, ráp xe thôi.
Cái này mình đã phơi qua một đêm. Thì sau một đêm á, thì cái lớp sơn nó rất là cứng rồi, nó khô hoàn toàn nữa. Bây giờ mình có thể thoải mái ráp mà không sợ bị xước nha. Chiếc QC này là mình sơn hồi đầu dịch nè, hồi tháng 6 nè. Là nghỉ, bắt đầu nghỉ ở nhà là mình sơn chiếc QC bên này. Kế tiếp là chiếc này. Kế tiếp chắc hai chiếc này nữa quá. À, bây giờ mình sẽ tiến hành ráp. Ok. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. Chúng ta sẽ tiến hành lắp cái tay thắng nha. Tay thắng này mình lắp giống như xe máy luôn. Là bên tay phải sẽ là thắng trước và bên tay trái sẽ là thắng sau, giống như xe tay ga mình vậy đó. Vì mình chạy xe máy quen rồi, mình sẽ làm theo cách này. Mình sẽ dễ điều khiển cái phanh hơn. Các bạn lưu ý nha, siết mấy cái dạng mà cái ngàm giống dạng tay thắng nha, mình siết, đừng có siết chặt một bên hết nha. Mình sẽ siết mỗi bên vào một vòng, cứ từ từ, vậy chừng nào cứng tay thì thôi. Các bạn siết chặt một bên hết vào, xong rồi chút mấy bạn làm cái bên còn lại, nó sẽ dễ bị tuôn ốc lắm, không có chắc nữa. Bên này là tháng sau. Còn cái chi tiết này á, cái này là cái bộ chuyển số đó các bạn. Xe này của mình nó xài đằng sau là chín số nè các bạn thấy không? Đó, nó sẽ cho chúng ta thay đổi tốc độ giống như sang số vậy đó. Khi mà leo cầu leo dốc mình sẽ đi số lớn, còn mà cái độ cao mình sẽ đi số nhỏ. Còn bên này là cái dĩa đằng trước nó cũng có 3 tốc độ, 1, 2, 3. Còn đằng sau là 9 tốc, mình có thể tùy chỉnh theo cái mức độ đạp của mình và cái chặng đường của mình đi. Bây giờ mình đã lắp xong chén cọ, vô tăng, bi đông, thắng, đề. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành vào sên và lắp bánh. Sau đó sẽ canh chỉnh lại thắng và các dây số cho đấy chọn thì chọn là có thể xuất phát được. Cuối cùng thì mình đã lắp ráp xong chiếc xe này. Tổng thời gian để thực hiện chiếc xe này là 2 ngày, bao gồm luôn cả tháo ra, sơn và ráp lại, tổng cộng là 2 ngày. Thời gian không có lâu gì đâu, nhưng mà mình sơn mình phải có thời gian để cho sơn nó khô á, nên mình để qua đêm mình mới ráp được. Đó. Chứ nếu mà lắp ráp mà nhanh á thì khoảng 1 ngày là xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng xem thành phẩm nhé. Tan tan. Cái màu này là màu phản quang, nó rất là tương đối là khá là nổi luôn các bạn. Cái này mình làm hai bên hai màu luôn.
đó giờ mình không có thích giống như là đục ngàn, mình thích gì nó cũng phải lạ lạ chút xíu. Ok, đây nó là từ màu hồng chuyển màu đỏ hồng còn qua màu cam nha. Nhìn nó giống như là cái màu của chiếc Jack Marlin á, nhưng mà mình có phối lại thêm chút xíu đó. Đây là cái tem nè, Stan Royalty nè, cái này là của chiếc xe hơi mình á, kỳ mình đặt mua trên mạng để dán xe hơi á, còn dư ra giờ mình dán vào xe đạp luôn, nhìn cho nó đỡ chóng. Cái Stan Royal này nó là một cái trường phái chơi xe, mấy cái xe mà hạ lùng thiệt lùng đó bạn, giống như mấy cái xe của mình á thì người ta gọi là Stan ha. Rồi còn những cái tem này là tem cũ, lúc mình sơn á mình dán băng keo mình chừa lại. Rồi đây là logo tem mình, mấy bạn theo dõi mình thì cũng biết ha, Lucky Tattoo. Rồi có cái này đặc biệt nè, đố các bạn là cái gì nha. Đố các bạn nào đọc được dòng chữ này nha, đọc được thì comment dưới cho mình. Bên này cũng cái tem, tem này là cũng của xe hơi mình luôn, xe hơi của mình là đi cái bộ phục hơi các bạn, là hiệu Eric. Ra mình có dư ra cái tem này mình dán lên đây luôn, nhìn cũng khá là hợp mắt. Rồi quay lại một lần nữa mấy cái chữ này cho bạn nào đọc được nha, bạn nào đọc được dịch được cái dòng chữ này thì tới Lucky Tattoo mình khuyến mãi 15%. Okay, ha. Đây là một chén cỏ, tay lái hai bên hai màu. Không quan trọng đẹp xấu đâu, mình quan trọng là nhìn nó phải lạ. Vâng, sau tổng thời gian 2 ngày mình đã hoàn thiện rồi các bạn. Tại sơn nó cũng dính vào những cái ngày mưa thành ra nó hơi cực xíu, nhưng mà dù sao cũng đã xong rồi. 2 ngày là luôn cái thời gian mà mình lắp ráp mấy cái bộ phận này nha. Những cái này nè, những cái này mình khi mà mình tháo ra mình lắp ráp lại rất là cực là cực, sao là mình phải set up lại cho nó chuẩn đó, mà nó là nó khá là mất thời gian ở những cái khâu đó. Còn sơn thì mình thấy cũng không có lâu cho lắm, cái thời gian mà đợi sơn nó khô thì mới lâu thôi. Mình thì thích mày mò làm mọi thứ lắm, thật ra là mình hay mày mò làm này làm cái kia chứ không có thích đem ra tiệm làm hoặc là nhờ người khác làm. Mình muốn trải nghiệm mà, những cái đó mình cảm thấy mình làm được và mình muốn làm thử vậy thôi. Chứ nhiều người nói sao mày tiết tiền không đem ra ngoài tiệm sơn đâu, nhưng mà chủ yếu là mình muốn làm thôi. Trong nhà mình tất cả những cái gì mình thích làm mình làm hết á, sửa tất cả chất xe mình tự sửa nè, tự sơn nè đó. Rồi để co tiệm cửa hàng của mình hầu như mình cũng tự làm hết. Thì bây giờ công nghệ mà nó bằng phẳng lắm, không biết gì cứ lên YouTube thôi là người ta sẵn sàng chia sẻ cho các bạn. Cũng giống như mình coi nhiều người chia sẻ mà bây giờ mình làm clip mình chia sẻ lại cho mọi người. Ok, cảm ơn các bạn đã coi clip nha. Rồi, xin chào các bạn.